cô mời cả lớp ngồi. Các con quan sát ở trên màn hình, đây là hình ảnh của bản đồ thời tiết và nhiệt kế. Các con thấy có những số 10, 20, 30 là quen thuộc, đó chính là các số dương. Nhưng ngoài ra còn có những số có dấu trừ đằng trước, đây chính là các số âm. Vậy số âm có quan hệ thế nào trong đời sống và có liên quan gì với những số đã học? Bài hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu bài số 13, tập hợp các số nguyên. Một nhỏ làm quen với số nguyên âm. Các con cùng nhìn vào chiếc nhiệt kế. Chúng ta thấy có 3 số có dấu trừ đằng trước, đọc là số âm 10, âm 20, âm 30. Chúng ta có thể đọc là trừ 10, trừ 20, trừ 30. Cô mời bạn lên bảng, chỉ và đọc các số âm trên bản đồ thời tiết. Nào, cô mời Hiếu Minh. Con mời cô, các số âm trên bảng là âm 22, âm 59, âm 49, âm 45, âm 43, âm 50, âm 9, âm 33, âm 6, âm 16, âm 36, âm 37, âm 23, âm 33 và âm 3. Cô cảm ơn con, bạn trả lời rất là tốt. Chúng ta chuyển sang hoạt động số 2. Bằng cách sử dụng dấu trừ, hãy viết các số âm được nói đến trong hình 3.3. Một bạn đọc cho cô nội dung hình 3.3. Mai Ngọc. Độ cao trung bình của thềm lục địa Việt Nam là âm 65m. Độ cao của đáy Cam Ranh là khoảng âm 30m. Cảm ơn con. Bạn nào có thể lên bảng viết cho cô các số âm được nói ở hình 3.3. Cô mời bạn Mai Ngọc. Rồi, rất tốt, cảm ơn con. Cô mời bạn nhận xét bài làm của bạn, bạn Sơn Tùng. Chính xác, các con vừa làm quen với số âm. Ở những tiết trước, chúng ta đã làm quen với các số 1, 2, 3, 4, vân vân. Những số này người ta gọi là số nguyên dương. Các số chúng ta vừa làm quen như âm 1, âm 2, âm 3, âm 4, vân vân, đó chính là các số nguyên âm. Các số nguyên dương, các số nguyên âm và số 0 hợp lại thành một tập hợp, đó chính là tập hợp số nguyên và ký hiệu là Z.
Cả lớp chúng ta cùng ghi tập hợp số nguyên và vở cho cô. Đây cũng chính là nội dung phần ghi nhớ trang 63. Các con nhìn lên màn hình. Chúng ta thấy ở đây có số 0, không là số nguyên âm và cũng không là số nguyên dương. Và đôi khi chúng ta còn viết thêm các dấu cộng ngay trước một số nguyên dương. Chẳng hạn số 6 được viết là cộng 6, đọc là dương 6. Chúng ta có thể viết các số 1, 2, 3, 4 thành dương 1, dương 2, dương 3 và dương 4. Cả lớp làm luyện tập số 1. Một bạn đứng tại chỗ đọc to yêu cầu của luyện tập 1. Nào cô mời bạn Đức Anh. Chúng ta cùng làm vào vở. Cô mời một bạn lên bảng làm luyện tập 1. Cô mời Đức Minh. Cảm ơn con. Một bạn đọc cho cô bài tập luyện tập 1 trong vở của chúng ta nào. Bích Anh. Đó cho cô là 3, 9, 16, âm 36, âm 5 và âm 94 ạ. Rồi cô cảm ơn con. Như vậy chúng ta vừa tìm hiểu về các số nguyên âm và số nguyên dương. Giờ chúng ta sẽ đọc sách, sau đó thảo luận ở nhóm bàn. Trả lời câu hỏi trên bảng cho cô. Khi nào người ta dùng số âm? Các con đọc sách và thảo luận ở trên nhóm bàn. Các bạn thảo luận đi các con nhé. Chúng ta thảo luận trên nhóm bàn đi các con. Cô thấy nhóm của bạn Thảo rất là tốt đây này. Rồi, nhóm Hương Long đã có nhóm có câu trả lời cho cô rồi, rất nhanh. Nhóm con đã xong rồi, tốt thế hả? Cô ấy có 8 nhóm có câu trả lời rồi. Các nhóm khác thì sao nào? Cô mời nhóm của bạn Thái Lâm nào. Con thưa cô là khi dùng số âm là để chỉ nhiệt độ dưới 0 độ C hoặc độ cao dưới mực nước biển, số tiền còn nợ và số tiền lỗ và độ cận thị ạ. Các bạn có nhận xét gì với câu trả lời của bạn không? Nào cô mời bạn Đăng. Ở đây các con chú ý này, số dương và số âm được dùng để biểu thị các đại lượng đối lập nhau hoặc có hướng ngược nhau. Nếu số dương biểu thị nhiệt độ trên 0 độ C, thì số âm biểu thị nhiệt độ dưới 0 độ C. Số dương biểu thị
số âm biểu thị độ cao dưới mực nước biển, số dương biểu thị số tiền hiện có, thì số âm biểu thị hiện số tiền còn nợ, số dương biểu thị số tiền lãi, thì số âm biểu thị số tiền lỗ, số dương biểu thị độ cận độ viễn thị, thì số âm biểu thị độ cận thị. Ngoài ra, chúng ta còn có thể gặp một số những ví dụ tương tự khác trong cuộc sống. Như vậy, các con thấy rằng số dương và số âm được dùng để biểu thị các đại lượng đối lập nhau hoặc có hướng ngược nhau. Khi đấy, chúng ta sẽ sử dụng số âm. Cả lớp chúng ta kêu cô phần B. Chúng ta cùng nhìn màn hình xét ví dụ. Một bạn đọc to câu ví dụ số 1 ở trên màn hình. Cô mời bạn Khánh Linh. Cô cảm ơn con. Các con nhìn lên màn hình. Ở đây chúng ta quy ước độ cao của mực nước biển chính là 0 mét. Nhưng độ cao trên mực nước biển là độ cao dương. Nhưng độ cao dưới mực nước biển là độ cao âm. Chúng ta nói đỉnh Phan Xipang cao khoảng 3.143 mét. Tức là độ đỉnh Phan Xipang cao hơn mực nước biển là 3.143 mét. Độ cao của rãnh Mariana là âm 10.971 mét, tức là rãnh Mariana thấp hơn mực nước biển là 10.971 mét. Ví dụ thứ hai là các con thấy là kính dương 1 diop chính là kính viễn thị. Kính này dành cho những người già, thường là nhìn xa tốt, người gần không tốt. Kính âm 1 diop là kính cận thị. Loại kính này dành cho những người như các con vậy. Đang ở độ tuổi này, các con sẽ nhìn gần tốt nhưng nhìn xa không tốt. Chúng ta cùng trả lời nhanh câu hỏi ở trên màn hình. Bạn Nam trả lời rằng mình còn âm 10.000 đồng. Vậy con hiểu câu nói đó của Nam có nghĩa là gì? Nào ai biết nào? Cô mời con nào. Cô là bạn còn là nợ hai âm mơ, bạn còn nợ 10.000 đồng. À chính xác, bạn đang nợ 10.000 đồng, đúng không nhỉ? Vận dụng số 1, các con nhìn trên màn hình. Theo các con, số âm và số dương trong mỗi tin nhắn trên có ý nghĩa gì? À, Hương Long đã rất là nhanh, có câu trả lời rồi. Đức Minh. À, bạn Trần Bảo nào. À, ở đây không phải tài khoản thứ nhất và tài khoản thứ hai, mà đây là số tài khoản của ông M, chỉ có một số tài khoản thôi. Và ở đây, với giao dịch thứ nhất là số tài khoản của ông được tăng thêm 160.000. Với giao dịch số 2 là số tài khoản của ông đã bị trừ đi bao nhiêu các con nhỉ? 4 triệu. Đấy chính là ý nghĩa của số âm và số dương trong từng tin nhắn. Giờ chúng ta sẽ có một trò chơi nho nhỏ có tên là hộp quà bí mật. Cô sẽ có 5 hộp quà.
Và mỗi hộp quà này có một món quà nho nhỏ dành cho chúng ta. Nhưng để nhận được nó, các con phải trả lời được các câu hỏi. Nào, ai sẽ là người xung phong đầu tiên mở hộp quà nào? Cô mời bạn Nam Khánh nào. À, hộp quà số 2. Chúng ta sẽ xem câu hỏi của bạn là gì nào. Câu trả lời của con là gì nào? À, câu trả lời của chúng ta chính là ở đây mùa đông ở Siberia dài và khắc nghiệt với nhiệt độ trung bình tháng 1 là âm 25 độ C. Bạn hoàn toàn trả lời chính xác. Và chúng ta xem phần thưởng của bạn là gì nhé. Một tràng pháo tay các con ơi, chỉ có bạn thôi. Rồi, chúc mừng con. Như vậy hộp quà số 2 là bạn Khánh đã giành được rồi. Chúng ta còn 4 hộp quà nữa. Nào, cô mời bạn Quốc Anh nào. Con chọn số 1. Câu trả lời của con nào. À, chúng ta đã sử dụng số âm 80m và âm 45m thì không cần nói dưới mực nước biển nữa, đúng không nhỉ? Vì ở đây chúng ta nói về độ sâu. Nếu độ sâu là âm, tức là đang so sánh với cái gì các con nhỉ? Dưới mực nước biển. Vậy câu trả lời của chúng ta sẽ là âm 45m và âm 80m. Bạn vẫn được nhận phần thưởng. Phần thưởng của bạn là một chiếc thước kẻ. Chúc mừng bạn các con ơi. Cuối giờ các con gặp cô để lấy nhé. Như vậy là hộp quà thứ nhất đã được mở. Chúng ta còn 3 hộp quà nữa. Nào, cô mời bạn à? Cô mời bạn Hải Đăng nào. Hộp quà số 4. Hoàn toàn chính xác. Và phần thưởng của bạn như sau. Là một gói bim bim. Chúc mừng bạn đã con ơi. Nào, tiếp tục còn 2 hộp quà nữa. Cô mời bạn Bích Anh nào. Con chọn số 3. Âm 70m à? À, âm 700m. Rồi, rất chính xác. Phần thưởng của bạn ở đây là một chiếc bút chì rất xinh xắn để cho bạn có thể vẽ được hình học rất tốt. Nào, còn câu cuối cùng, hộp quà cuối cùng nào. Rồi, cô mời bạn Sơn Tùng nào. Đương nhiên có mỗi câu số 5 thôi, có mỗi hộp quà số 5 thôi. Lặn được 2.500m so với, chính xác, ở đây là dưới mực nước biển, đúng không nhỉ? Và bạn vẫn được nhận phần thưởng, phần quà của bạn ở đây chính là một viên tẩy nhỏ. Rồi, cô cảm ơn cả lớp. Bài viết chúng ta sẽ dừng ở đây. Cô chào các con. Cô mời cả lớp nghỉ. Ở tiết trước, chúng ta đã tìm hiểu về tập hợp các số nguyên. Tiết này, chúng ta tìm hiểu về thứ tự trong tập hợp các số nguyên. Cả lớp ghi phần 2 nhỏ.
với hai số tự nhiên A, B, chúng ta biết cách so sánh hai số tự nhiên trên tia số. Nếu trên tia số điểm A nằm trước điểm B thì số tự nhiên A nhỏ hơn số tự nhiên B. Vậy liệu điều này còn đúng đối với các số nguyên hay không? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Các con đã thấy các số nguyên gồm các số tự nhiên 0, 1, 2, 3, 4. Còn có những số âm là âm 1, âm 2, âm 3, âm 4. Chúng ta biểu diễn các số nguyên như trên màn hình. Đây được gọi là một trục số gốc O. Cả lớp cùng với trục số và vở. Điểm biểu diễn số 0 ta gọi là điểm O. Với hai số nguyên A và B, chiều từ trái sang phải là chiều dương, chiều ngược lại là chiều âm. Điểm biểu diễn số nguyên A gọi là điểm A. Ví dụ, điểm biểu diễn số âm 3 gọi là điểm âm 3. Điểm biểu diễn số âm 2 gọi là điểm âm 2. Và chúng ta có cách so sánh như sau. Với hai số nguyên A và B, trên trục số, nếu điểm A nằm trước điểm B thì số A nhỏ hơn số B, ký hiệu A nhỏ hơn B. Vậy theo các con, số âm 3 và số âm 2, số nào nhỏ hơn? Cô mời bạn Khánh nào. Số nào nhỏ hơn con? Vì sao? Vì sao? Gần số 0 hơn. Con hãy lưu ý cái cách so sánh như trên màn hình. Chúng ta dựa vào để so sánh hai số nguyên. Nào, cô mời bạn Hương Long. Số vì điểm âm 3 nằm trước điểm âm 2 nên số âm 3 nhỏ hơn số âm 2. Vậy hãy so sánh cho cô số âm 2 và số âm 1. Hiếu Minh. Số âm 1 lớn hơn số âm 2 tại vì đứng sau âm 2. Số âm 1 lớn hơn âm 2 vì âm 1 đứng sau âm 2. Chính xác, tức là âm 2 đứng trước số âm 1. Thầy dành cho cô số âm 4 và số âm 1. Nào cô mời bạn, so sánh số âm 4 và số âm 1. Cô mời bạn, Đức Anh. Cô là số âm 4 nhỏ hơn số âm 1 vì âm 4 đứng trước là số âm 1. Số âm 4 nhỏ hơn số âm 1 vì điểm âm 4 nằm trước điểm âm 1. Thầy dành cho cô số âm 2 và số 1. Sơn Tùng. Số âm 2 nhỏ hơn số 1 bởi vì điểm âm 2 nằm trước điểm 1. Cô mời con ngồi xuống. Việc chúng ta vẽ trục số như trên màn hình là vẽ theo phương nằm ngang. Đôi khi chúng ta cũng có thể vẽ theo phương thẳng đứng. Cả lớp là câu chấm hỏi. Trên trục số, mỗi điểm sau nằm cách gốc O bao nhiêu đơn vị? Điểm 2. Theo con, điểm 2
nằm cách góc O bao nhiêu đơn vị? Cô mời bạn Trần Bảo. Điểm. Nằm cách góc O. Nói lại nào. Rồi, cảm ơn con. Câu B. Điểm âm 4 nằm cách góc O bao nhiêu đơn vị? Bích Anh. Điểm nào? Rồi, cô cảm ơn con. Chúng ta làm luyện tập số 2. Xuất phát từ góc O, ta sẽ đi đến điểm nào nếu di chuyển 5 đơn vị theo chiều dương? Nào, theo các con, chúng ta đến điểm nào ở đây đây? À, đã có. Nào, cô mời Hiếu Minh. À, chính xác, ta sẽ đến điểm 5. Vậy nếu di chuyển 5 đơn vị theo chiều âm, chúng ta đến điểm nào? Cô mời Thái Lâm. À, sẽ đến điểm âm 5, đúng không nhỉ? Các con đã làm rất là tốt. Sang phần B, chúng ta so sánh hai số nguyên. Chúng ta làm hoạt động số 3. Trên trục số, các điểm biểu diễn các số nguyên âm nằm trước hay sau góc O? Cô mời Đức Minh. Chính xác. Vậy chúng ta có nhận xét gì với các số nguyên âm với số 0? Cô mời bạn Hiếu Minh. Chính xác, các con thấy rằng là các điểm biểu diễn các số nguyên âm thì nằm trước góc O, cho nên các số nguyên âm nhỏ hơn số 0. Vậy, có nhận xét gì về các số nguyên dương với số 0? Bảo Nam. Các số nguyên dương nằm trước điểm O hả con? À, sửa lại một chút xíu. Trên trục số, các điểm biểu diễn các số nguyên dương thì nằm sau điểm O, cho nên các số nguyên dương thì lớn hơn số nào các con nhỉ? Số 0. Vậy các con thấy rằng các số âm thì nhỏ hơn số 0. Số 0 nhỏ hơn các số dương, cho nên mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn mọi số nguyên dương. Đấy chính là ghi nhớ thứ nhất. Câu hỏi tiếp theo, hãy sắp xếp 3 số 0, 1 và âm 1 theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. Của bạn Thảo nào. Chính xác, âm 1, 0 và 1. Các con thấy rằng âm 1 là số gì các con nhỉ? Số âm. Số âm thì nhỏ hơn số 0. 1 là số dương. Vậy số 0 nhỏ hơn số 1. So sánh âm 29 và 10. Cô mời bạn Hương Long. À, bạn là so sánh thông qua số 0. Thế con có thể lưu ý rằng là âm 29 là số âm, 10 là số dương. Số âm nhỏ hơn số gì các con nhỉ? Số dương. Vậy âm 29 nhỏ hơn 10. So sánh âm 57 và 0.
Cô mời bạn Nam Khánh. Vì sao con nhỉ? Không là số dương. Các con lưu ý số 0 không là số nguyên dương, cũng không là số nguyên âm. Nhưng các con thấy rằng mọi số nguyên đều nhỏ hơn số 0. Vậy âm 57 là số âm, đương nhiên là nhỏ hơn số 0. Các con thấy âm 57 là số nguyên âm. Và số nguyên âm thì nhỏ hơn số 0. Vậy âm 57 nhỏ hơn 0. Chúng ta tiếp sang hoạt động số 4, quan sát trục số. Và trả lời câu hỏi sau, so sánh 5 và 3. Nào Sơn Tùng. Vì điểm 5 đứng sau điểm 3, đúng nhỉ? Điểm 3 đứng trước điểm 5, cô cảm ơn con. So sánh số âm 5 và âm 3. Mai Ngọc. Thưa cô, là số âm 5 nhỏ hơn số âm 3 vì số âm 5 đứng trước số âm 3. Bởi vì điểm âm 5 đứng trước điểm âm 3. Các con thấy này, số 5 thì nhỏ lớn hơn số 3, nhưng số âm 5 lại nhỏ hơn số âm 3. Hãy dạy cho cô số 2 và số 4. Số 2 và số 4, Hiếu Minh. Bởi vì điểm 2 đứng trước điểm 4 nhé. Vậy sao nhân cô số âm 2 và số âm 4? Sao dành âm 2 và âm 4 cho cô? Cô mời bạn Bích Anh. Cảm ơn con. Con thấy này, số 2 thì nhỏ hơn số 4, nhưng mà số âm 2 lại lớn hơn số âm 4. Sẽ có câu tiếp theo, số 1 và số 5. Cô mời bạn Mai Ngọc. Cô, số 1 nhỏ hơn số 5 vì điểm 1 đứng trước điểm 5. Cô cảm ơn con. So sánh tiếp với cô, số âm 1 và số âm 5, Minh Phương. Đúng rồi, các con thấy này, đây là buổi so sánh nhé. Số 5 lớn hơn 3, số âm 5 nhỏ hơn số âm 3. Số 2 nhỏ hơn số 4, nhưng số âm 4 lại nhỏ hơn số âm 2. Số 1 nhỏ hơn 5, nhưng số âm 1 lớn hơn số âm 5. Từ 3 ví dụ đấy, chúng ta có được nhận xét gì? Nào, Hiếu Minh. Con thưa cô, chúng tôi có nhận xét là nếu A lớn hơn B thì âm A cũng nhỏ hơn âm B. À, cô bổ sung nhé. Nếu như số A lớn hơn số B, nhưng A và B phải là hai số nguyên dương, thì trừ A mới nhỏ hơn trừ B. Các con lưu ý, đây là một dấu hiệu để chúng ta so sánh hai số âm. Vậy, hãy so sánh số âm 57 và số âm 1. Ai có thể so sánh thật nhanh? Nào Mai Ngọc. Cô, là số âm 57 nhỏ hơn số âm 1 vì điểm âm 57 đứng trước điểm âm 1. À chính xác, nhưng chúng ta cũng có thể vận dụng ghi nhớ số 2 để so sánh thật nhanh số âm 57 và âm 1. Các con thấy này, số 57 và số 1, số nào lớn hơn? Số 57 và số 1, số nào lớn hơn các con nhỉ? Hiếu Minh. Cho nên số âm 57 sẽ nhỏ hơn số âm 1. Như vậy, chúng ta vừa vận dụng cái ghi nhớ số 2 để so sánh âm 57 và âm 1. Liệu có thể vận dụng ghi nhớ số 2 để so sánh hai số âm 3179 và âm 3279 hay không? Có thể xảy ra được không các con nhỉ? Nào, Đức Minh. Con thưa cô,
hoàn toàn chính xác. Vậy con lưu ý thật nhớ cho cô, ghi nhớ số 2 này. Nếu A, B là hai số nguyên dương và A lớn hơn B thì trừ A nhỏ hơn trừ B. Cả lớp khi cô ghi nhớ vào vở. Các con lưu ý, chúng ta còn có một chú ý sau. Ký hiệu A nhỏ bằng B có nghĩa là A nhỏ hơn B hoặc A bằng B. Cô mời cả lớp làm luyện tập 3. Đọc đề bài luyện tập 3 cho cô nào. Bích Anh. Cảm ơn con. Chúng ta cùng làm ở vở và cô mời hai bạn lên bảng. Một bạn làm câu số 1, bạn làm câu số 2. Cô mời Hiếu Minh làm câu số 1. Câu số 2. Cô mời bạn Minh Phương. Minh Phương, con ghi đúng đề bài chưa? Con kiểm tra lại đề bài cho cô. Kể ra bảng kia con. Con trả lời luôn cho cô. Con trả lời luôn đi. Chúng ta sẽ cùng nhìn lên màn hình để kiểm tra kết quả của các bạn trên bảng. Với câu số 1, sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Bạn đã trả lời chính xác. Câu số 2, trong tập hợp x thuộc z sao cho x lớn bằng âm 5, nhỏ bằng âm 2, những số lớn âm 2, những số lớn âm 1 chính là 0, 1, 2. Hai bạn làm bài rất là tốt. Lớp mình có làm được không con? Có khó không? Không hả? Dễ hả? Rồi lớp mình rất giỏi. Nào, sang vận dụng số 2. Chúng ta có nhiệt độ trung bình vào tháng riêng của 3 thành phố lớn của nước Nga được ghi lại trong bảng. Câu hỏi của cô như sau. Hãy sắp xếp 3 thành phố trên theo thứ tự giảm dần về nhiệt độ.
Và theo các con, thời tiết ở nơi nào lạnh hơn cả? Chúng ta có hai ý nhé. Thứ nhất là sắp xếp ba thành phố trên theo thứ tự giảm dần về nhiệt độ. Thứ hai, thời tiết ở nơi nào lạnh hơn? Cô mời bạn Bảo Nam. Con sắp xếp thành phố nhé. Cô cảm ơn con. Như vậy là vừa rồi là bạn Nam đã sắp xếp nhiệt độ theo thứ tự giảm dần là âm 8 độ tới đến âm 9 và âm 12. Vậy tức là chúng ta thấy các thành phố được sắp xếp như sau. Lạnh đầu tiên là Saint Petersburg, sau đó là Moscow, cuối cùng là Vladivostok. Và các bạn thấy rằng nhiệt độ ở nơi thành phố Vladivostok chính là lạnh nhất, là âm 12 độ C. Cô cảm ơn con. Chúng ta có thể đọc tên tiếng Nga như là ở cái phần chú thích ở đây các con nhé. Chúng ta có một tranh luận nhỏ như sau. Phần này có thể tranh luận theo nhóm bảng. Đọc cho cô trên màn hình thật to rõ ràng nào. Sơn Tùng. Cảm ơn con. Chúng ta có câu hỏi như sau. Em hiểu thế nào nếu nói kiến A bò được 12 đơn vị và kiến B bò được âm 15 đơn vị? Cô bạn Bích Anh nào. Chính xác. Các con thấy rằng là kiến A bò được 12 đơn vị, tức là bò theo chiều dương. Và kiến B bò được 15 đơn vị, tức là bò được 15 đơn vị theo chiều âm. Câu B. Các con thấy rằng số 12 lớn hơn số âm 15. Bạn An kết luận kiến A bò được quãng đường dài hơn kiến B. Chúng ta có đồng ý với ý kiến bạn An hay không? Nào. Các con thấy rằng có đúng hay không? Cô mời bạn Hiếu Minh. Con thưa cô, con không đồng ý với bạn A. Vì kiến A có 12 đơn vị là đi theo chiều dương. Còn kiến B có đến 15 đơn vị là theo chiều âm. Nên chỉ là kiến B có đường dài như kiến A. Chính xác. Các con cho chúng ta vỗ tay để chúc mừng bạn câu hỏi của bạn. Câu trả lời bạn rất là tốt luôn đấy. Như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã tìm hiểu về tập hợp số nguyên và thứ tự trong tập hợp số nguyên. Các con biết cách khi nào sử dụng số nguyên dương và số nguyên âm. Cô hy vọng về nhà chúng ta sẽ vận dụng tốt để làm các bài tập trong sách giáo khoa. Và ngày hôm nay chúng ta dừng ở đây. Cảm ơn các con. Các bạn có hiểu. Cô mời cả lớp nghỉ.